cái khóa này em bỏ ra chỉ cho. Cái khóa này nó là khóa hỏng. Thế bây giờ cái khóa này thì nó phải tìm chìa này, chứ khóa này hỏng rồi cái chìa này của cái khóa này vào làm sao mà vừa được. Nếu mà nó vừa được thì người ta mở ra ra ăn trộm đồ nhà mình chứ còn à. Không vừa. Không có. Không có. Không có cái như thế này đâu. Bây giờ giải quyết như thế nào đây? Mang cái khóa ra bị mất chìa, cứ nhất định là đòi mua chìa thôi thì bây giờ làm thế nào? Mà tha hồ giải thích rồi gần nửa tiếng rồi, bây giờ vẫn cứ nhất định là phải bán cho cái chìa. Nó không có. Khổ thân tôi quá. Chủ quán cáu cả lên rồi đây này. Cứ nhất định là mua một cái chìa thôi ạ. Không. Bây giờ có ai giải quyết giúp tôi vụ này coi. Không mở được cái chìa này của cứ nhất định là đòi mua cái chìa không thôi ạ. Xong rồi lấy cái khóa khác sang bây giờ, để nắp vào cái lấy cái chìa khác ở cái bộ khóa khác sang vào cái khóa nhà mình. Vừa làm sao được mà cứ đòi. Tha hồ giải thích là không được, như thế thì mất trộm nhưng không nghe. Bây giờ làm thế nào đây? Cái khóa này nó hỏng rồi. Khổ thân tôi, may là buổi tối chứ không có sáng cái này thì chắc thì chết luôn. Khách vip vìm vịp luôn. Cứ nhất định phải thử ạ. Thử hết cái đống nọ qua đống kia rồi. Bây giờ ai giải quyết giúp tôi với ạ? Vừa không? Mở được không? Không mua khóa mà cứ mua chìa thôi ạ. Cứ mua được cái chìa không thôi ạ. Khổ thế cái chứ này, biết làm sao bây giờ. Cái này nó hỏng rồi. Cái này nó cuốn quá rồi. Nào, cảm ơn chưa? Không phải nó hỏng con ạ, mà cái chìa nào nó vào cái khóa đó thôi. Chìa khóa này của ông ấy mất chìa. Khóa của ông mất chìa, giờ ông đang đòi thử hết cái ổ nọ sang ổ kia vừa làm sao được. Có ai giải quyết giùm tôi cái không? Nửa tiếng rồi. Gãy khóa này mà ông mua đền đấy. Đây ạ, cứ nhất định là lấy một cái chìa sang để mua mỗi cái chìa không, tôi không mua khóa. Mà cái khóa bán 25.000, lấy có 20.000 thôi, không mua. Cứ nhất định là mua cái chìa không? Khổ lên tôi. Bây giờ nãy thử hết rồi, hết lượt rồi, rách cái sản phẩm rồi. Này, lấy cái chìa đấy thử à? Chia cho em một cái chốt tường ấy. Con đây cất cái hộp đi đi. Hôm nay cô trả cái ấy rồi nhá, cô trả cái thước rồi. Ừ, sáng nay cô xuống cô mua đồ cô trả luôn rồi. Đế âm á? Tiền. Khổ lắm. Mang cái khóa hỏng ra, khoáng mang cái khóa hỏng ra bị mất chìa rồi, xong bây giờ cứ đòi mua mỗi cái chìa không. Em có thế nào em giúp anh không? Đó. Bây giờ bảo không bán ra thì ông không chịu. Rồi lấy cái khóa mới này thôi, chứ cái kia không được. Ok chưa? Vẫn cần tiếc của cái khóa đấy. Kia cho vào trong túi rồi đấy. Ôi giời ơi, sao mà lại thế kỷ 21 rồi mà còn ấu trí như thế này thì chưa? Chá biết là như thế nào bây giờ, giải quyết làm sao. Đấy. Bảo không bán cũng không chịu. Chập chưa? 25.000. Bỏ mai thế. Chập chưa? 26 Tết rồi. Không tăng sông mới là lạ. Hả? Ôi 26 con trà. Chưa? 20 đó. 25 nghìn. Khách VIP nhà tôi đấy. 15 nữa chị. Xuống 15 rồi nhá. Cả một cái khóa này hai bán cho có 25.000 thôi. Khóa 30.000 đấy có 25.000, bây giờ xuống 20, xong 20 chắc ra lại sợ hớ lại xuống 15. 15.000 thôi. 15.000 đấy. Thôi không bán. Mua 25.000 lần trước và nhất trí thì mua không giảm nhá. Hai năm. Đến chết mất rồi không sống được. Hai mươi nghìn thôi đấy, 20.000 bớt cho 5.000 rồi nhá, đưa đây. Cái khóa này là 35.000.
miền Nam chị. Khóa này 35.000 là đã lấy 20.000 rồi. Cả nhà, đây này mà thử hết cả nửa tiếng đồng hồ rồi. Miền Nam nhỉ chị. Mình Nam. Miền Nam được rồi. 15.000 thì không được có gì đâu, lỗ vốn. Không được đâu mà. Bán đây này, bán người bán này cũng đang bị hỏng não rồi đấy này. Ông khách này lần nào vào nhà mình cũng chỉ có mỗi mình bán được, chứ còn chắc không ai bán được cho cái ông này luôn. 15.000 bán cho 20.000 này là cũng lỗ 10.000 rồi, là cho 10.000 rồi đấy. Cho ông 5.000 đi. Giá cho ông 5.000 đấy đi, cho ông 5.000 đi. Đây nhá, cho 5.000 đây nhá. Nghe chưa? Bán cái khóa này chỉ được chỉ không được đồng nào mà cho 10.000 nhá. Không nằm sâu đừng xuống cái này đấy nhá, mất thời gian lắm. Được chưa? Bán hàng mà bảo khách lần sau đừng đến đấy nhá. Lần nào xuống cũng cho nhưng mà mất thời gian. Thử chưa? Thử chưa? Thử được chưa? Được rồi à? Ok chưa? Được chưa? Mà trẻ con nó lên lẳng, con này nó mất trẻ con nó. Ừ. Trẻ con ăn đi chơi nó ăn cát đâu nó. Thôi về đêm tối. Thế nhưng mà mình giải thích cho một lần lại này. Cái khóa mà không may nó mất cái chìa rồi thì vứt cái khóa đi nhá. Chứ không sử dụng cái chìa khác được, hiểu không? Túi cất đi. Túi đây đấy. Nhưng mà có hiểu không? Hả? Có hiểu không? Không biết. Không biết à? Như thế không biết à? Thôi thế thì chịu đi. Thế em chào anh nhá. Em chào anh. Cảm ơn mọi người đã xem nhá. Khổ thân lắm, làm dâu chăm họ. Nhiều người chịu like chim là anh được tiền đấy. Này cái gì mà này. Kết thúc rồi ạ, ông khách về rồi ạ. Chủ quán dặn là từ lần sau đừng có ra nữa.